tài xế chém liệt tay người đàn ông ném đá vào xe chở F0 ra đầu thú. Một ngày sau khi cầm mã tấu chém liệt tay người đàn ông ở Bình Dương, Trần Hoàng Huynh, 27 tuổi, quê Cà Mau đã ra đầu thú. Chiều ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, thanh niên chém liệt bàn tay của ông Vũ Đức Ca, 49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình tại một con hẻm thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã tới cơ quan công an đầu thú. Người này tên Trần Hoàng Huynh, 27 tuổi, quê Cà Mau. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự Huynh cùng Đặng Quốc Hát, 44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, giữa ông Vũ Đức Ca và Trần Hoàng Huynh không có mâu thuẫn từ trước. Sáng ngày 29 tháng 8, Huynh và Hát điều khiển hai ô tô 50 chỗ chở F0 từ thành phố Thuận An đến cách ly điều trị tại thành phố Thủ Dầu Một. Trong khi đợi F0 xuống xe vào khu cách ly, ông Ca và Đặng Quốc Hát xảy ra mâu thuẫn. Ông Ca dùng gạch đá ném vào ô tô và đánh nhau với Hát. Lúc này, Trần Hoàng Huynh ngồi trên xe lấy mã tấu xuống chém một nhát làm ông Ca bị đứt lìa bàn tay phải. Sau khi gây án, Hát điều khiển xe ô tô chở Trần Hoàng Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Ca được người dân gọi xe đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Do thương tích nặng và cần nối bàn tay ngay nên ông Ca được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Đặng Quốc Hát sau đó quay lại hiện trường lấy ô tô thì bị lực lượng công an bắt giữ. Lực lượng công an cũng ra thông báo truy tìm Trần Hoàng Huynh. Một ngày sau, thanh niên này đã ra đầu thú.